Đấy. Sau một thôi làm việc vất vả thế lên nặng một bếp gỗ để thưởng thức các bạn nhé. Khỏi lâm chiêu. Chấm bếp gỗ. Ê ba ơi, ra ăn thịt chuột nhá. Đấy, mời ba con nhá, sau một thôi là để phá được cái vạt này, chặt được quân ngũ bổ là quay lại có một ngũ được ăn. Ơi. Nói chung hơi chạy tí cho mà đi về cái ăn dần dần khi mà có ăn nhá. Cổ mở không ra nên không đến nội. Nói chúng nó đi với cái ăn nhấn nhấn rồi ngồi đấy. Muốn vang đi hỡ bỏ đến lửa một tí nữa. Đấy. Hết. Mất công khi ráng rồi phải ăn được hai bóng. Đấy, mời cả nhà ăn ngủ, chúng đi đi. Lại lại hỗ trợ các ba này chứ không, lại lại hỗ trợ các kêu này chứ, chắc tao ngồi đây ông vô chuyến. Đấy, 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 đấy. Đấy, được. Chúng đi về cái ăn dần dần nên các kêu không có ăn. Để điền về hỏi lại hồi nữa em. À, ăn xong nó bùng lên tiếp tục cay. Rồi, rồi đi với cái ăn dần dần thì gán đấy chứ. Ta má kiếm gì ăn đây? Không khám. Rồi tụi đi kiếm được rẻ thì phải thiệt kệ chứ mai ăn. Cao cái chất tưới coi coi nhiệt bố tụi mày ăn. Và chào các bạn, anh em và tôi là tiếp tục cày thôi, kiềm hột. Cái con của tôi tiếp tục.